Xin chào các bạn, chào mừng các bạn với trung tâm học cơ khí. Hôm nay tiếp tục chủ video về phần mềm SolidWorks. Video hôm nay nội dung mình muốn truyền tải đến các bạn là cách để mình làm việc với bảng bơm trong môi trường assembly như thế nào cho nó tối ưu nhất có thể ha. Ví dụ bảng bơm đây mình đã có sức rồi, và thường các bạn làm về bơm á, làm về bơm thì thường mấy bạn kêu bằng là mình liệt kê những cái thì hay bằng mình liệt kê những cái bạc ra, rồi mình khảo sát giá thị trường, rồi mình mua bao nhiêu tiền một cái, hoặc là giá tiền khi các bạn đặt hàng gia công bao nhiêu tiền một con chẳng hạn ha. Thì khi các bạn xuất bản bơm mặc định ra thì bản bơm mặc định của mình như thế này ha, xuất bản bơm mặc định ra ok ha. Rồi đây thì nó chỉ có là gì, nó chỉ có cái cột là one two ha, có cái cột quantity này nè, là nó chỉ có là gì, cái cột số lượng thôi. Còn lại về giá tiền như thế nào thì các bạn có thể thêm vào với bảng bơm này, thì các bạn cứ rê chuột vào cái cột này ha, mình bấm chuột phải nè, mình dọn insert column right là nó sẽ hiện ra một cái cột mới để giúp các bạn điền thêm thông tin. Mình ví dụ như cái cột đơn giá này là cột Scott nè ha, cột Scott này là cột đơn giá. Vậy thì cái cột ngoài đây, cột ngoài đây các bạn sẽ làm như thế nào, thì các bạn cần đánh cái tên, các bạn quy định cái cột này là như thế nào thôi. Ví dụ ha, cột này thì mình muốn đây là cái giá tiền mà mình xuất ra đi ha. Ví dụ như là mình sẽ đánh là cái tên đó là total cost gì ha. Rồi total cost ví dụ vậy, thì thường các bạn tính có phải là gì, cái số tiền mình bỏ ra phải bằng là số lượng nhân với đơn giá đúng không, bằng cột Scott này nhân với cái cột VTE này. Vậy thì các bạn rê chuột vô cái bảng này, các bạn chọn hết cái cột mà ngay cái total cost này nè, chọn hết luôn. Rồi sau đó các bạn chọn vô cái dấu sigma này, equation ha. Rồi chỉ cần mình lựa hai cột này nhân lại với nhau thôi, ví dụ mình cột column nè, mình sẽ cột VTE, rồi mình bấm dấu nhân nè, dấu sao ha, rồi nhân với cột cost mình mới điền nó vô. Các bạn cứ điền bình thường, mình tạo thêm cột mình nhấp chuột vô, mình đánh số 1, 2, 5 gì đó, cứ điền bình thường. Rồi sau đó mình tạo cột mới như thế này, mình nhấn ok. Đó, là vậy là nó tính toán ra rồi nè ha. Và cuối cùng là gì, các bạn có thể là gom hết cái cột này, mình coi mình tổng cái số tiền mình bỏ ra cho mô hình này bao nhiêu. Vậy thì mọi người cứ sao, chuột phải này ha, và insert row below để nằm ở phía dưới, và mấy cái dòng này các mình có thể bỏ luôn ha. Thì các bạn cứ quét khối cái dòng này ha, quét khối nè, bấm chuột phải này, mình bấm map cell để mình cho nó gộp lại thành một hàng thôi đây ha. Rồi nó đã gộp rồi, thì mọi người cứ đánh vô là thành tiền hay là chi trả hay như thế nào tùy ha. Các bạn đánh cái tên cũng được, ví dụ mình đánh cột chữ total thôi, rồi yes luôn, rồi total là tổng cộng ha, thu thò cũng được, là các bạn đánh chữ tổng cộng cũng được, tùy thôi, như nào cũng được. Rồi ok ha, mình sẽ cho nằm giữa luôn. Rồi có phải cái cột này nó sẽ bằng gì, nguyên cái này cộng lại hết đúng không. Vậy thì chỗ này nè, mọi người sẽ bấm ngay cái ô này, rồi riêng ô đó thôi mình sẽ nhấn vào cái chữ sigma này ha, equation. Rồi mình chỉ cần chọn hàm thôi, hàm tổng là function. Function này mình hàm tổng là sum, mình chọn hàm sum nè, rồi mình quét chuột từ trên xuống ngay cái cột này nha, nhớ nha, phải quét chuột từ trên xuống ngay cột này nha, mình làm lại nha. Rồi function nè, sum nè, rồi quét chọn từ trên xuống, rồi ha, xong mình nhấn ok. Đó, vậy thì ra tính toán ra được cái giá tiền mình cần chi trả ra là bao nhiêu ha. Rồi ok, video của mình đây kết thúc. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.